Sáng ngày 9 tháng 4, Hội Cựu Chiến binh xã Nhân Hội tổ chức Đại hội thi đua Cựu Chiến binh Gương Mẫu lần thứ 7, giai đoạn 2019-2024. Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh Quyện Phú, lãnh đạo Đảng quỹ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng 40 hội viên Cựu Chiến binh tiêu biểu về dự đại hội. Thực hiện phong trào thi đua yêu nước Cựu Chiến binh Gương Mẫu trong 5 năm qua, phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, mỗi cán bộ hội viên xã nhân hội đã đoàn kết, gương mẫu, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh địa phương. Nói bật, trong thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, Hội đã vận động các mạnh thường quân, cán bộ, hội viên đóng góp, các mới được 4 căn nhà đồng đội, 5 căn nhà tình thương và sửa chữa 6 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 652 triệu đồng. Hoạt động nghĩa tình luôn được ban chấp hành hội quan tâm. 5 năm qua, hội đã tổ chức thăm hỏi, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và giúp đỡ đột xuất cho trên 200 lượt hội viên với số tiền gần 100 triệu đồng. Công tác xây dựng tổ chức hội luôn được chú trọng tỷ lệ hội viên gương mẫu đạt từ 98% trở lên. Hàng năm, gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa là 100%. Hội cựu chiến binh xã được Hội cựu chiến binh quyền công nhận đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc 5 năm liền. Với những kết quả đạt được, giai đoạn 2024-2029, cán bộ hội viên cựu chiến binh xã Nhân hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tăng cường công tác giáo dục, nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ hội viên, phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu gắn chặt với các phong trào cuộc vận động ở địa phương. Đại hội đã thống nhất cử 5 đại biểu chính thức tham dự đại hội phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu huyện Phú giai đoạn 2019-2024 và phát động phong trào thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2024-2029. Dịp này, có một tập thể và 10 cá nhân được Ủy ban nhân dân xã Nhân Hội khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024.